Cần Thơ. À, trứng gà Cần Thơ, bắp Cần Thơ. Ai trứng không? Lý ơi, Lý ơi, Lý ơi. Chị ơi, trứng cút nó xuống rồi, chị ơi. Chạy qua đây nè chị Ly. Ủa? Ly chạy qua. Ủa vậy hả? Nghe lại. Đúng rồi, em xin ra để chơi trò chơi gì đó. Vô bẻ, vô bẻ. Đây nè, anh kéo vô, em nói đi. Trời ơi, tiếng đơn mà. Này giống cái phản quan trong đoàn vậy, mấy anh năm ánh sáng thôi. Em đã kết bạn thêm với lại một người đồng đội mới, một người bạn diễn mới, và tụi em có một nhóm hài mới tên là nhóm Ngọc Thành Nhân. Và cũng như là em được trải nghiệm nhiều hơn, có một đời sống hoang dã hơn. Mọi người chơi kìa, chơi kìa, mọi người chơi. Anh nói đó. Ba cái trộm đi sao? Lớn luôn. Wow. Hai. Ủa, thôi đó. Làm biết chơi không? Oh. Ủa, Phước, Phước. Em nè. Em nè. Mãi ra câu chuyện đi tìm một Phước hả? Ủa, cái nhóm này rồi đi diễn được không? Được. Anh lo quá. Tiểu phẩm của em đây nè. Anh Quy là Phước. Phước. Anh Quy. Lấy 10 triệu đi về. 10 triệu đúng rồi. 3, 2, 1, mẹ dắt mày đi. Chị ơi, sao nghe mùi giống như mùi giấm á ta? Mùi giấm. Đúng rồi, đêm qua có tắm đâu mà không giấm. Sao tụi nghe có mùi gió, dầu gió, cạo gió đâu đây nè. À. Bây giờ vô đi. Tay nó nhìn như zombie gì đó. Hả? Sao lại biến dạng? Như cái liền. Như cái chân gà quái thú. Với cái kiểu này thì đâu cần thử làm gì. Cái người mà dị dạng kiểu này hay làm trò hề sơ hở của tiểu phẩm kiểu này thì chỉ có một người duy nhất thôi. Trời ơi. Trời ơi. Cast. Người ta nói là vẻ đẹp nằm trong ánh mắt kẻ si tình. Là 6 dàn gắt là thứ mấy? Thứ 7, thứ 7, 7. Có điên không? Sợ quá, sợ quá. Có 6 đứa mình sẽ thứ 7 là thua, thua quay phim luôn hay sao? Có thấy chịu rồi chứ, biết sao vậy? Đẹp trai hay nhiều tiền? Hết. Nhiều tiền. Nhiều tiền. Nhiều tiền. Này, suy nghĩ lâu quá bây giờ bị yếu nghề. Nhiều sao? Tiền không có yếu nghề, mình đang bình tâm cái khúc này nè. Quan trọng nè, nhiều tiền thì chắc chắn là sẽ đẹp trai. Đúng. Nhưng mà đẹp trai thì chưa chắc là nhiều tiền. Đẹp trai có mài răng được không? Gì? Một cái ví dụ ở đây. Sao? Đó, sệt Dương Lâm 10 năm trước. Xấu như một con. Hai mình như nhau. Trời ơi, xấu mà, trời ơi, xấu qua chê quỷ hờm luôn, thấy không? Nhưng mà làm từ từ, đẹp chứ em. Đúng và rồi. Có một cái vị trí, đúng không? Nhà lầu hay xe hơi? Hết. Nhà lầu. Ủa? Nhà lầu chứ, đúng rồi. Đúng rồi, có nhà lầu. Có nhà lầu chắc chắn có xe hơi. Đúng nhưng rồi. Có xe hơi chưa chắc có nhà lầu. Rõ ràng, nhà lầu là mảnh đất nữa. Đúng. Xe hơi tuột giá, nhà lên giá. Đúng, nhà bán được, xe hơi bán tuột giá. Nhà lầu. Ai mua tiêu sản xe hơi làm gì? Nhà lầu. Ờ, rồi mình đi ra mấy xe công nghệ, thông tơ công nghệ cũng được đúng không? Đúng rồi. Nhà mình hiện tại có mấy lầu vậy ạ? Nhà em không có lầu. Nhà tôi 4 lầu. Wow. Mắm tôm hay mù tạt? Hết. Mù tạt. Mắm tôm. Tôi không ăn được mắm tôm, rất ghét mắm tôm. Không ăn được mù tạt, cay. Ủa? Thúi tôi ăn được, cay tôi ăn được. Thôi, chuyện xe trên thuyền nó lại, khoan em đừng những gì có mùi. Tanh. Mắm tôm tanh mà. Mắm tôm có tanh, mắm tôm thối. Nơi dễ chịu nhất với bạn là phòng ngủ hay phòng tắm? Hết. Phòng tắm. Toilet á. Tại vì hay khóc trong toilet. Nơi mà mình an toàn nhất, mình thoải mái nhất ở trong một cái phòng không ai vô được. Mình có thể làm hết tất cả mọi thứ trong đó. Mình tự enjoy bản thân của mình ở trong đó luôn. Mà ta nói là đêm nay em không ở trong lớp, còn em không ở toilet. Em không ở toilet. Không có toilet là chết nha, không có phòng ngủ thì còn được. Chứ đúng. Không có toilet một ngày thôi là lùm la đó. Đúng rồi, là phòng tắm nó chill hơn. Mình xả nước một ngày thư giãn của mình, ngâm bồn tắm đồ ok. Đồ nhạc chill, đồ ăn uống cherry. Cũng như là champagne đồ ok. Xong rồi lúc mà mình vừa lướt TikTok, mình vừa ngồi chơi ở trong đó thôi. Đúng rồi, nhiều khi
khi mình ngủ trong phòng tắm cũng được luôn, đúng không? Đúng rồi. Bây giờ mà phòng ngủ sao tắm được. Đúng. Còn phòng tắm có thể ngủ trong phòng tắm luôn. Đúng. Phòng ngủ. Thật ra phòng tắm em cũng ngủ trong đó một hai lần. Hồi nhỏ em đi học. Em hiểu hay sao vậy? Không có, em đi học quá sáng dậy sớm á, 4:30 5 giờ em thức rồi. Cái đang đánh răng này nè, xong rồi ngủ rồi, ngồi cầu quá ngủ luôn. Em vừa đánh răng mà vừa ngồi cầu được. Được luôn, em làm mấy việc cùng xuất lúc. Sắc. Em ngủ được luôn. Đúng là trên thông tin văn với học địa lý. Đúng là trên thông tin văn với học địa lý. Đi học lên trường cô không thấy mà ở nhà ba mẹ cũng thấy luôn, tại trong toilet mà. Thường là ta mở này ra, ta khóa này lại, quay mở hai bên. Mở hai bên. Mời đẹp. Mời đẹp. Lúc giận dỗi với người yêu thì sẽ im lặng hay tranh cãi tiếp hết. Tranh cãi. Miệng hỗn quá trời đất, đi làm quá hỗn, ở nhà cũng hỗn nữa. Không, thật ra thì ai chả biết nó là im lặng, nhưng mà cái nết của mình nó như vậy rồi. Thường mình sẽ thích tranh cãi trước, xong rồi nếu mà nó gây cứng quá thì mới im lặng. Chứ còn im lặng như bức tường, ta nói gì cũng im thì không được. Không, nhiều khi mà chưa có vợ chồng thì ban đầu thì hơi cãi, nhưng mà sau khi có vợ chồng thì mình cãi hoài. Rồi mình hơn, rồi mình hơn vợ mình chi, rồi mình cãi mình hơn nó làm cái gì. Đúng. Rồi được cái gì, rồi cuối cùng nhận được điều là im lặng. Tức là coi như vậy, nhưng mà ở nhà lâm như gặp tranh cãi lạnh lắm. Không, tôi nín cái họng tôi lại, tôi không dám nói một lời. Chắc sẽ có nhiều khán giả bất ngờ lắm với câu trả lời của anh Lâm ạ. Thật ơi, ai cũng biết tôi là người đàn ông sâu lắng một người á. Người đàn ông sâu lắng chính là tôi thôi. Làm riết nhiều cái thấy mệt ghê vậy, bởi vậy nhiều lúc bất mãn không muốn nói luôn thì tình á. Lúc giận dỗi với người yêu thì sẽ im lặng hay tranh cãi tiếp hết. Im lặng. Tại vì khi mình giận dữ á, mình nói những cái lời không hay. Đúng. Mình chửi người ta. Giận quá mất khôn. Đúng rồi, mà lời nói là như tên bắn ra không thu lại được. Đúng rồi, lời nói là có thể là làm đau tổng người được. Ta hơn là những vũ khí nữa. Người ta thường nói, trong một mối quan hệ, ai lựa chọn im lặng thường hay ở cửa dưới? Ở cửa nào cũng được, không có cửa là mừng. Có cửa đi được rồi. Đúng rồi, không có trên cửa dưới gì được. Ngày nào bạn sẽ tặng quà to hơn ngày kỷ niệm hay ngày sinh nhật hết? Sinh nhật. Sinh nhật. Kỷ niệm có gì đâu. Kỷ niệm thế nào cũng có đúng không? Ừ, sinh nhật là một năm một năm nó có lần. Kỷ niệm nhiều lắm. Sinh nhật. Ngày kỷ niệm rồi. Ngày kỷ niệm. Trời ơi. Thường là người ta chỉ nhớ tới sinh nhật của mình, người ta search được ở trên mạng, hoặc là người ta coi chứng minh nhân dân. Nhưng mà kỷ niệm hẹn hò, lần đầu tiên hẹn ở đâu, ăn cái gì, người ta quan tâm, người ta mới nhớ tới ngày kỷ niệm thôi. Lần đầu tiên anh gặp chị Quỳnh vào ngày mấy, tháng mấy, năm mấy? 14 tháng 2 năm 2013. Nên cưới trước 30 tuổi hay sau 30 tuổi? Hết. Sau 30. Tại sao 30 mình đủ trải nghiệm rồi? Đúng, mình chơi đã rồi. Đúng rồi. Mình đi du lịch được nhiều hơn, mình tự do, mình sống cuộc đời của bản thân mình. Ừ. Mình đủ kinh tế, mình đủ tiềm lực. Đúng. Mình có thể xây dựng gia đình cho riêng mình. Hỏi ra cưới, trời ơi, điện nước. Chết. Nhức cái đầu liền. Năm nay tuổi của Phước là bao nhiêu rồi ạ? Ghê đơn. Phước 42. Phước lớn anh 10 tuổi. Không, 42 là không có gấp mà là không kịp nữa. Nếu mà nên cưới sau 40 thì mà ở vậy luôn em đi tu vô rồi. 42 tuổi ai cưới em nữa. Giờ thì không thèm rồi. 42 là Phước đi. Ôi bạn ơi. Vô Phước. Khóc quá. Đến chơi nè. Đến chơi nè. Sao cái tên mình có cái gì mà trong cái cơ thể mình không có cái đó. Thế bây giờ gặp Phước. 40 là vô Phước. Sau 30 tuổi. Sau 30 tuổi. Con gái là sau 30 đừng quên vàng. Sau 30 tuổi nhiều khi bị già nua hiểu không? Đàn ông với đàn bà khác nhau. Sau 30 tuổi mình tự lập chứ đã. Mình ổn định về mặt cảm xúc tâm lý, nội tiết tố tất cả mọi thứ. Không, con gái để yêu thương chiều chuộng. Bây giờ để về ta chồng nó nuôi chứ làm gì mà 30 tuổi. Bây giờ một người 30 tuổi như này là vẫn bằng trẻ rồi. Nhiều khi mà thương tú bị khó quá. Bởi vì cô ta đã có tất cả sự nổi tiếng giàu có và tất cái gì cũng có. Chứ mỗi lần quen nó áp lực. Không có gì áp lực hết. Sau 30. Cái này không hợp. Qua. Chia tay. Nếu bạn có con thì sẽ chọn làm xui gia với anh Trường Giang hay chị Lâm Vĩ Dạ? Hết. Anh Trường Giang đi. Lâm Vĩ Dạ xấu tính xấu nết nha. Ai mà về trời ơi chết luôn á mẹ chồng. Thấy không? Không anh, chị Vĩ Dạ hơi khó tính. Khó tính mà bắt bẻ lắm. Con trai nữa. Trời ơi làm dâu khổ lắm. Còn bên kia mình làm kiểu như là mình làm... Làm rễ, ở rễ ok hơn. Ok đúng, với lại anh Giang nó ăn đồ ngon nữa. Còn trời ơi, với lại tài sản Giang nhiều hơn nữa. Đúng không? Lâm, em nghĩ là... Thôi 1, 2, 3 đi. 1, 2, 3 Lâm Vĩ Dạ. Còn gì nói nữa? Tại vì Lâm á, thật ra mà nói Lâm là giàu nha. Giàu. Lâm là đất đai bạc ngàn miền Đồng Nai đó. Nhưng mà Lâm thì tại vì bé nó mỏi hộp. Mỏi hộp. Về nhà ví dụ là thông gia rồi nó quánh con mình. Đúng, với lại ép con quay TikTok nhiều quá. Ừ. À đây là em mình, đây là ba mình. Ờ đây là con rể tôi nè. Ê dậy quay clip coi con. Đó.
tạo content liên tục em ơi, có khi mà con mình đang gọi là ấy nó cũng vô. Ê trời ơi tụi bay ơi, các kiểu kỳ lắm. Lo. Chị Dạ coi vậy chứ đường hoàng. Chị Dạ là đường hoàng nha. Dạ con rất là cẩn thận. Đúng rồi. Lee Min Ho Hàn Quốc hay Lee Min Ho Đồng Nai hết. Lee Min Ho Đồng Nai. Đồng Nai là nói chuyện hàng, được, không biết nói chuyện. Chứ là người ta đâu có tôn trọng mình đâu, nhắn tin hoàng người ta lời đâu. Wow. Còn Lee Min Ho Đồng Nai thì nói thì trả lời, đúng không? Điều gì hơi hổn thôi, cái miệng hơi hổn với lại buồn ngủ hay cọc. Với lại có mấy cái nếp hay trợn mắt với bạn diễn thì hơi sợ thôi, nhưng mà cũng ok. Tối nay muốn có Nhung Biển hay không có Nhung Biển hết. Không có Nhung Biển. Chưa giờ tôi thấy chúng tôi đồng lòng như vậy hết trơn á. Chính nhờ con Nhung Biển đó mà tôi bị đầy đảo quan. Đúng, chính con Nhung Biển đó, anh tôi đổ bánh xèo. Bán hoa bông nó rộ mà cái cô mà chủ ghe cũng nhìn mặt tôi cũng kỳ thị. Ôi trời ơi. Nước cổ tích gần một tháng tôi xài cho mấy tiếng đồng hồ. Tôi xả liên tục. Còn tới bây giờ Nhung, tôi không đi được. Nó bị trữ. Vậy là bây giờ ra không được mà vô cũng không xong. Như vậy là chúng ta là một cặp trời xanh rồi đó. Một bên trữ nhâm, một bên xả nhâm. Đó. Mình sẽ cai nhung trong bao lâu ạ? 3 năm. Vĩnh viễn luôn á. Thấy chiến thắng game ăn tối của team mình thế nào ạ? Hãnh diện, xứng đáng. Tuyệt vời. Đúng, cái này dù là lúc đó cũng ước là không có hai cái răng cửa nữa nếu mà được tháo ra. Răng thứ thì cũng sợ nhưng mà thì khi mà vô là vì anh em hết, vì tình bạn hết cho nên chúng tôi đã chơi hết sức. Cũng như là tôi có thể khuỵu xuống và ăn cái vương vải cùng các. Em thấy cái nét nó hơn thua hơn. Không, cái đó là về ghét. Vì đồng đội hả? Đúng, đáng lẽ là chơi thì chơi vui đó nhưng mà hả độ bên kia gọi là hắc dịch quá cho nên tụi tôi quyết định chơi tới. Anh thấy kem và chanh mà Chương Tình đưa gia vị như thế nào ạ? Kem thì ngon đó nhưng mà ăn kỳ đề vội vã quá. Kem lạnh quá, ăn buốt não. Buốt thêm não. Răng sứ nữa. Và răng sứ nữa thì răng sứ nó không bám vào cái xương chắc thì ăn vô là nó buốt đúng không? Đúng, nó chảy vô. Nó buốt và cái do thần kinh giật cà bạc. Thường thường là bình thần kinh nó không ổn định rồi. Ngày hôm nay ăn lạnh nữa thì cảm giác là tê não. Còn chanh tôi chưa ăn tôi không biết. Em cũng không biết mà thấy chua nha. Nước miếng chảy liên tục. Nhưng mà thấy anh em ai cũng cố gắng ăn xong rồi nhai luôn cái xác. Nhai luôn cái xác và nuốt luôn cái xác. Thể hiện cái sự hơn thua và cái sự không bà nào là chịu thua bà nào. Vậy răng sứ của mọi người có ổn không ạ? Có rớt ra nữa không ta? Ý là nó không rớt nhưng mà nó buốt, nó ê. Nó nhức cà bạc. Nhưng mà không sao, bây giờ chúng tôi đã ăn ngon và bây giờ những cái miếng thịt ngon đó sẽ chữa lành cái hàm răng sứ của chúng tôi. Wow.